Hi, chào các bạn đã trở lại với channel. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về những cái câu thi quốc tịch, là cái câu từ 48 cho tới 57, 10 câu. Câu 48 cho đến câu 57 thì nó nằm trong cái phần là về chính phủ Mỹ, và cụ thể là nó nằm về cái phần C, tức là cái phần Rights and Responsibilities. Rights là quyền, responsibilities là trách nhiệm hay là bổn phận. Rights and responsibilities có nghĩa là quyền lợi và trách nhiệm. Thì cái câu đầu tiên là câu 48. There are four amendments to the constitutional. Amendments là sự thay đổi, mà to the constitution tức là đến hiến pháp, là có bốn. There are là có, four là bốn, amendments tức là có bốn sự thay đổi, to the constitution. About who can vote, về, about là về, who can vote là ai có thể bầu. Thì các bạn nghe là about who can vote, thì các bạn biết là đây là cái câu hỏi là về ai có thể bầu. Thì người ta chỉ yêu cầu mình describe one of them. Describe one of them tức là mô tả một câu thôi, một cái sự thay đổi thôi. Có bốn cái sự thay đổi nhưng mà chỉ cần một thôi. Thì các bạn nhớ nha, khi mà nghe about who can vote tức là về ai có thể bầu, thì các bạn sẽ chọn ra có bốn cái. Thì bây giờ như bốn cái câu sau đây, nhưng mà chúng ta chỉ chọn một thôi. Bây giờ mình chọn cái câu dễ nhất, tức là cái câu any citizen can vote. Bất cứ công dân nào cũng có thể bầu. Any citizen là bất cứ công dân nào. Can vote, có thể bầu. Tức là có ngày xưa, cái luật ngày xưa nó khác, sau đó họ thay đổi, thì họ đổi lại là bất cứ ai cũng có thể được quyền bầu hết. Là công dân nha. Any citizen là bất cứ công dân nào. Can vote tức là bất cứ công dân nào cũng có thể bầu hết. Thì các bạn nhớ nha, nghe cái câu hỏi mà about who can vote, thì chúng ta nhớ câu trả lời là anyone can vote, là bất cứ ai cũng có thể bầu. Sau đây chúng ta nghe Dan lặp lại cái câu hỏi. Câu 48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Câu 49. What is one responsibility that is only for United States citizens? Ok, cái câu này có nghĩa là one responsibility, tức là một cái trách nhiệm, that is mà only for, chỉ cho, only for là chỉ cho, United States là Mỹ, citizens là công dân, tức là một cái trách nhiệm nào mà chỉ dành riêng cho người Mỹ thôi. Tức là muốn có cái trách nhiệm này, bạn phải là người Mỹ. Thì cái trách nhiệm này rất là dễ, mà người ta chỉ kêu mình one thôi, mình chỉ cần nói ra một thôi. Thì một cái trách nhiệm đó các bạn nên nhớ là công nhân Mỹ, là công dân Mỹ. Bạn phải có trách nhiệm khi mà người ta cần bạn, người ta kêu gọi, là bạn phải đi ra tòa, bạn ngồi trong cái bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn tức là những cái người ngồi nghe cái phiên tòa, sau đó bầu ra coi cái biểu quyết xem mình nghĩ là cái người này có tội hay không có tội. Thì dựa theo cái biểu quyết đó, số đông, thí dụ như là 12 người bồi thẩm đoàn mà đều nói là cái người này có tội, thì ông tòa sẽ cho là, ông judge là ông chánh án sẽ cho là cái người này có tội. Và tùy theo cái tội đó, ông tòa sẽ cho cái hình phạt là bao nhiêu. Tức là người bồi thẩm đoàn mình ngồi mình nghe thôi, tức là mình là jury. Thì bây giờ á, người ta hỏi là what is one responsibility, tức là một trách nhiệm. Thì chúng ta sẽ nói là serve on a jury. Serve là phục vụ, serve. Thí dụ như các bạn biết là các bạn đi ăn đó, thì người ta serve cho các bạn, người ta phục vụ cho mình. Thì cái đây là cái nhiệm vụ mình phải làm, là serve on là trên, a jury tức là một bồi thẩm đoàn, tức là mình phải có trách nhiệm đi làm bồi thẩm đoàn. Nhớ cái câu hỏi là what is one responsibility that is only for, mà chỉ cho, only for United States citizens, trong công dân Mỹ.
được làm công dân Mỹ mới được ngồi bồi thẩm đoàn nha các bạn. Còn bạn có thẻ xanh thì bạn chưa được làm bồi thẩm đoàn đâu. Lâu lâu người ta random, tức là người ta ngẫu nhiên thôi, người ta chọn bạn thì bạn phải đi ra tòa, bạn làm cái nhiệm vụ của công dân. Tuy nhiên bạn có thể khiếu, thí dụ bạn bận, bạn bệnh gì đó thì bạn có thể khiếu lại lần sau, người ta có thể giải cho bạn khiếu lại. Thì nhớ nha, người ta kêu mình một trách nhiệm thì mình nói là serve on a jury. Bây giờ chúng ta hãy nghe Đan Lê đọc một lần chậm, một lần nhanh. Câu 49. What is one responsibility that is only for United States citizens? What is one responsibility that is only for United States citizens? Kế đến là câu 50. Name one right only for United States citizens. Hồi nãy là responsibility nha các bạn, bây giờ là 50 là one right, tức là quyền. Quyền này chỉ cho công dân Mỹ, là only for là chỉ cho United States citizens, là công dân Mỹ. Hồi nãy là name one right, thì làm công dân Mỹ bạn có cái quyền gì? Một quyền thôi. Thì bây giờ chúng ta chọn cái quyền dễ nhất là cái quyền được đi bầu. Vote in a federal election. Vote là bầu cử. Vote in là bầu cử, trong một cái kỳ bầu cử đó. Là một. Federal là liên bang. Election là cuộc bầu cử. Tức là chúng ta được quyền bầu trong một cái cuộc bầu cử liên bang, tức là bầu cử tổng thống, bầu cử thượng nghị sĩ vân vân. Thì đây là cái quyền chỉ dành cho công dân, hay là cái quyền là chúng ta nhớ là right. Thì người ta kêu mình là name one right nha. Nhớ nha, chỉ cần gọi tên một cái quyền thì đó là cái quyền vote in a federal election. Vote in là bầu cử, a federal election trong một cái cuộc bầu cử có tính liên bang. Câu 50. Name one right only for United States citizens. Name one right only for United States citizens. Câu 51. What are two rights of everyone living in the United States? What are two rights of everyone living in the United States? Two rights, tức là hai quyền. Of everyone, của mỗi người, mà living là đang sống, in the United States, tức là đang sống ở Mỹ. Thì những cái người sống ở Mỹ đó có hai cái quyền. Thì đó là quyền gì? Thật ra là có nhiều lắm, nhưng mà người ta chỉ kêu mình có nhiều hơn năm, có sáu cái quyền lận, nhưng mà bây giờ mình chỉ cần hai cái quyền thôi. Thí dụ như là cái quyền được nói, freedom of speech. Freedom là tự do, speech là nói. Thì freedom of speech tức là muốn nói gì nói, mình thích nói gì mình nói, đó là một quyền. Cái quyền thứ hai đó là mình có thể nói là freedom of religion. Religion tức là tôn giáo, tức là mình được tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng đó. Nhớ khi mà người ta nói là two rights, là hai quyền mà mọi người sống, everyone living in the United States, tức là mọi người, cái quyền, hai quyền mà mọi người sống ở Mỹ đều có. Người ta không nói đây là công dân. Thành ra nếu mà bạn sống thôi, tức là bạn là thường trú dân thôi, thì bạn được cái quyền này luôn. Đó là cái quyền freedom of speech, hoặc là freedom of religion, tức là tự do về tín ngưỡng. Câu 51. What are two rights of everyone living in the United States? What are two rights of everyone living in the United States? Xin nhắc lại một điều là cái câu 49 hồi nãy chúng ta vừa học đó, là cái câu đó là dành cho, ưu tiên cho những người 65 tuổi trở lên. Tức là trong 100 câu này đó, thì những cái người 65 tuổi, người cao niên,
thì chỉ học một vài câu thôi, không học cần hết 100 câu, chỉ học một vài câu họ ưu tiên cho mình, họ giảm xuống. Thì cái câu 49 hồi nãy mình vừa đưa đó là cái câu dành cho người cao niên. Câu 52, what do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? What do we show? Show là mình thể hiện. What do we show tức là mình thể hiện cái gì? Loyalty là cái sự trung thành. What do we show loyalty to? Tức là chúng ta chứng minh, chứng tỏ cái sự trung thành đến cái gì? Nha. When, khi we say the Pledge of Allegiance. Pledge of Allegiance tức là cái lời tuyên thệ trung thành. Thì khi mà chúng ta tuyên thệ đó là chúng ta chứng tỏ cái sự trung thành đến cái gì? Cái câu này rất là dễ các bạn. Cái câu này á có hai cái câu trả lời. Thứ nhất, khi mà mình tuyên thệ mình là công dân Mỹ, mình tuyên thệ thì mình tuyên thệ cái gì? Mình tuyên thệ là mình sẽ trung thành với nước Mỹ và mình trung thành với lá cờ Mỹ. Thì trung thành với nước Mỹ thì mình trả lời là the United States và the flag. Các bạn nhớ nha, khi mà nghe cái câu hỏi nè ha, nghe cái câu hỏi mà nó có Pledge of Allegiance. Pledge of Allegiance, Pledge of Allegiance. Nghe có cái câu đó là các bạn biết là cái câu trả lời nó sẽ là the United States và the flag, là cái lá cờ nước Mỹ và lá cờ Mỹ. Vậy thôi. Câu 52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? Kế đến là câu 53. What is one promise you make when you become a United States citizen? Các bạn nghe nha. What is, cái gì là one promise? Là một cái lời hứa. Promise là lời hứa. What is one promise? Là một cái lời hứa gì? You make, you là bạn, make là bạn làm. Bạn làm cái lời hứa gì? When you become là khi bạn trở thành. When you become là khi bạn trở thành a United States citizen, một công dân Mỹ. Thì chúng ta khi mà chúng ta làm công dân Mỹ thì chúng ta hứa cái gì? Mà người ta chỉ cần one promise, một cái lời hứa thôi. Thì bây giờ nó có nhiều cái cách trả lời lắm. Đây là những cái cách trả lời. Thì chúng ta chỉ cần trả lời cái câu dễ nhất là be loyal to the United States. Be loyal. Loyal là trung thành. Đến, loyal to. Be loyal to the United States, tức là trung thành với nước Mỹ. Thì khi mà mình trở thành công dân đó thì mình promise là mình hứa là gì? Hứa là sẽ loyal, be loyal to the United States, sẽ trung thành với nước Mỹ. Câu 53. What is one promise you make when you become a United States citizen? What is one promise you make when you become a United States citizen? Câu 54. How old do citizens have to be to vote for president? Đây là câu dành cho người cao niên. Tức là những người nào 65 tuổi thì phải học cái câu này. Khi các bạn nghe how old thì các bạn biết là người ta hỏi tuổi. Do citizens have to be? Have to be là phải là. Tức là công dân phải bao nhiêu tuổi to vote for president, để mà được bầu tổng thống. Thì nhớ câu trả lời sẽ là 18 hoặc là hơn đó, 18 hoặc là lớn hơn. Tức là câu trả lời là 18 and older. 18 and older. Câu 54. How old do citizens have to be to vote for president? How old do citizens have to be to vote for president? Kế đến là câu 55. What are two ways that Americans can participate
in their democracy. What are two ways? Là two là hai, ways là cái cách. That American can participate. Participate là đóng góp. In their democracy. Democracy có nghĩa là dân chủ. Thì người ta hỏi là hai cái cách. What are two ways? Hai cái cách nào mà American, tức là người Mỹ, phải đóng góp, có thể đóng góp trong cái nền dân chủ của họ. Thì có rất là nhiều cái cách để mà đóng góp cho cái việc dân chủ, cái nền dân chủ. Mình chỉ cần hai cách thôi. Thì cái cách thứ nhất là vote. Vote là gì? Là bầu, các bạn thấy không? Thứ nhất. Thứ hai nữa đó là các bạn có thể run for office. Run là mình chạy, for office là văn phòng. Nhưng mà thật sự run for office tức là mình có được quyền tranh cử. Thì nếu mà bạn để mà tham gia vào cái nền dân chủ đó thì bạn có thể bầu cử nè, bạn có thể tranh cử nè, bạn ra bằng tranh cử nha. Thì nhớ nha, là nhớ là two ways là hai cái cách. Participate tức là đóng góp, tham gia. Participate thì bạn muốn tham gia vào nền dân chủ thì bạn làm cái gì? Bạn vote, bạn bầu, hoặc là và bạn run for office tức là tranh cử. Câu 55. What are two ways that Americans can participate in their democracy? What are two ways that Americans can participate in their democracy? Kế đến là câu 56. Đây là một câu cho người cao niên. Tiếp tục. When is the last day you can send in federal income tax forms? Các bạn nghe chữ federal income. Federal tức là liên bang, income tức là thu nhập, tax. Các bạn nghe chữ tax là thuế, forms tức là cái đơn thuế đó. Tại vì tùy theo cái hoàn cảnh của mình độc thân thì mình dùng cái đơn khác, mình có gia đình thì mình dùng cái đơn khác, vân vân. Thì người ta hỏi là when is the last day, là khi nào là ngày cuối cùng, tức là cái thời hạn cuối cùng. When is the last day you can send in. Send in tức là gửi vào. Federal income tax forms. Các bạn nghe chữ federal income. Federal là liên bang, income là thu nhập, tax là thuế. Nghe tax, tax đó là các bạn biết là người ta hỏi là khi nào mình phải nộp thuế. Cái thời hạn cuối cùng. Tức là thí dụ như một năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 12 là hết năm. Nhưng mà người ta không bắt mình nộp thuế ngay cái 31, mà người ta cho mình nộp từ 31 cho đến 14, 15 tháng 4. Thì cái câu trả lời là April 15. April là tháng 4, 15 là 15, April 15 là 15 tháng 4 là cái ngày cuối cùng để mà chúng ta phải hoàn thành cái hồ sơ thuế của chúng ta. Câu 56. When is the last day you can send in federal income tax forms? When is the last day you can send in federal income tax forms? Câu cuối cùng của cái phần quyền lợi và trách nhiệm. Câu 57. When must all men register for selective service? When must là khi nào, phải. All men, all là tất cả, men là những người đàn ông. Register for là đăng ký, register for là đăng ký. The selective service, selective service là một cái cơ quan người ta gọi là sở quân vụ. Tức là cái sở quân vụ là cái nơi mà giữ hồ sơ của những cái người trong cái độ tuổi mà có thể phục vụ cho quân đội. Tức là người ta quản lý cái tài nguyên dân sự. Thí dụ như bây giờ tuổi từ 18 cho tới 26 là cái độ tuổi thanh niên, là cái độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự.
Ở Việt Nam mình gọi là nghĩa vụ quân sự, nhưng mà ở Mỹ thì nó là đăng ký đi lính. À, đăng ký để mình đi lính. Thì người ta hỏi là when, là khi nào. Must all men, khi nào mà tất cả đàn ông phải. À, thì cái câu trả lời rất là dễ, là at age 18, ở cái tuổi 18 nha. At age 18, tức là khi mà 17 thì chưa gì hết, nhưng mà khi chúng ta chuyển qua 18 thì chúng ta phải đi đăng ký, chúng ta phải register, tức lên mạng, lên online, mình làm, mình điền cái đơn thôi. At the age 18 là một câu trả lời. Câu trả lời nữa là between 18 and 26. Between là giữa, 18 là 18, and và 26 là 26. 26, between 18 and 26, tức là giữa 18 và 26. Và at age of 18, tức là ở cái tuổi 18, at age 18. 57. When must all men register for the selective service? When must all men register for the selective service? Đó là câu 57, là kết thúc cái phần về quyền lợi và trách nhiệm của công dân. Chào tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Chúng ta sẽ học từ câu 58 cho tới câu 70.